Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc nằm ở độ tuổi dưới 30. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, chiếm tỷ lệ khoảng 7,7%. Tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng. Điều này cho thấy nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn xuất phát từ hai phía cả nam và nữ. Sau quá trình thăm khám và thực tế điều trị, các bác sĩ đã đưa ra các nhóm nguyên nhân có thể gây vô sinh ở nam giới như do bệnh lý, yếu tố di truyền, thói quen lối sống ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam hiện nay thì có xu hướng tăng và có rất nhiều nguyên nhân, trong đó thì có thể chiếm khoảng gần 10% dân số. Nguyên nhân của nam giới, nữ giới là người ta nghiên cứu là tỷ lệ tương đương. Đối với Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn của chúng tôi thì cái buổi hội thảo khoa học lần thứ 5 này thì ngoài cái ý nghĩa về chuyên môn thì đó cũng là cái khẳng định về cái nhiệm vụ trọng tâm và luôn luôn đề cao cái vai trò của cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Và đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của bệnh viện trong tương lai và hiện tại. Trong khuôn khổ của hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày những kết quả nghiên cứu mới, cập nhật và chia sẻ kiến thức chẩn đoán, phân loại từng trường hợp, từ đó tìm ra các phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. Chúng tôi cũng muốn thực hiện cái nghiên cứu nhằm mục đích là để tối ưu hóa cái quy trình chẩn đoán, hỗ trợ điều trị, đặc biệt là trong hỗ trợ sinh sản cho bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter. Mục đích thứ hai trong nghiên cứu của chúng tôi là chúng tôi muốn xem là cái xét nghiệm sàng lọc phôi có thực sự cần thiết khi chỉ định cho bệnh nhân vô sinh nam mắc hội chứng Klinefelter hay không. Thì khi mà thực hiện nghiên cứu, chúng tôi rút ra rằng xét nghiệm không mang lại hiệu quả đặc biệt gì trong cái việc mà hỗ trợ sinh sản cho các bệnh nhân hội chứng Klinefelter. Do đó, chúng tôi tiến đến một cái quy trình mới mà không cần phải tiến hành sàng lọc phôi vẫn mang lại hiệu quả điều trị tốt. Cái điều này sẽ giúp giảm chi phí này, giảm thời gian và tăng cái tỷ lệ thành công cho những bệnh nhân hiếm muộn mắc hội chứng Klinefelter. Tôi rất là kỳ vọng trong tương lai mình có thể thực hiện thêm được rất là nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực vô sinh nam để nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị cho bệnh nhân, đem lại những cái tiến bộ về khoa học trong lĩnh vực cũng như là ứng dụng thêm được nhiều cái phương pháp thăm khám tiện lợi cho bệnh nhân để bệnh nhân có nhiều hy vọng đón con yêu. Trong những cái nguyên nhân về vô sinh nam ấy thì người ta thấy là khó khăn nhất là những cái trường hợp mà không có tinh trùng. Đấy, thì những nam giới không có tinh trùng thì điều trị là khó khăn. Nhóm vô tinh do đường dẫn, tức là tinh hoàn vẫn có tinh trùng nhưng mà do cái đường dẫn bất thường nên là không đưa tinh trùng ra bên ngoài được để mà có con tự nhiên, thì nhóm này là dễ hơn. Thì chúng ta có thể phẫu thuật nối thông cái đường ống để sau đó nếu thông được thì bệnh nhân có cơ hội để có thai tự nhiên. Trong trường hợp khác người ta sẽ có thể là chọc hút ở trong tinh hoàn, màu tinh để lấy cái tinh trùng ra và tiến hành hỗ trợ sinh sản. Nhóm thứ hai mà người ta đáng ngại nhất là nhóm vô tinh không do đường dẫn, tức là cái đường ống dẫn thì hoàn toàn bình thường nhưng do bản chất cái tinh hoàn không sản xuất được ra tinh trùng hoặc sản xuất ra được rất ít thì như vậy là người ta không thể xuất ra có tinh trùng mà phải mổ tìm tinh trùng ở trong tinh hoàn. Hội thảo khoa học lần thứ 5 đã tập trung làm rõ những thách thức trong chẩn đoán điều trị vô sinh nam, đồng thời mang đến cái nhìn toàn diện hơn trong thực tế điều trị, những chia sẻ và đề xuất các giải pháp điều trị, mong rằng sẽ góp phần hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn mong con.